bữa giờ mình mới qua quán lần đầu á. Rồi nhà bà Tám đây. Ngoại á, mình qua mấy lần. Quán Bà Nội thì mình chưa qua lần nào. Quán bà ngoại qua rồi, quán bà nội chưa qua. Quán bà nội là mình mới qua lần đầu. Mình lại qua rồi, ra bữa mới qua. Ăn đi bé, bé ơi, bé xiên 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 ăn. Nó. Ăn rồi, ăn đi, ghê chưa? Nó hiểu ý luôn. Quá bà chú mời cả nhà. Nó hiểu ý gì mười, cô mười đang quay luôn. Ồ, ngon. Tôi có xe đỏ đúng không ạ? Ngon. Xe đỏ, phải ngon. Ngon cá à? Ngon kìa, ngon kìa. Có ngon, 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 ngon. Ngon, cơm mùi trứng gà. Ngon, ngon. Từ cái kem mà. Cái gì con mùi mới đọc dài thòn đó, kem, kem trà sữa, kem trứng gà gì dài thòn đó nghe hả? Ly bao nhiêu tiền? Bé, bé. Ly bao nhiêu tiền? 25 gì đâu mà, 20 hay 25 gì ạ, 20 hay 25. Tại vì không có cái kem là 15 rồi. Thì con ngày nào cũng uống chứ mà. Hồi xưa á, hồi ba mình đi